ngày này cứ chỉ đêm mùi. Ta nẹ đăng tế, cực giang đã lỡ sở bông prong. Đã cát miên lạc nước nông chi vật ở bò dường. Cứ mình ảnh nhục lại. Bà xanh chỉ dường khá miên sốc gặp hiếp. Đó lỡ bó đi bồ. Dường mình ảnh sở kinh ở vậy. Bàn lại. Mình nụ tanh tại trong bàn cực giang. Hai prăng cực vị thi. Ta nẹ đăng tế thà. Mê phương đã ảnh sở kinh cực giang. Chôn mà không chi vật rồi bỏ nè. Cứ sau có phép đó là ở bình lĩnh. Bà dân chỉ riêng cài rồi bỏ dưỡng mình rừng mũ. Nè nâng khám yên ả rõm nâng tham một bốn thuốc ở vầy tiền ọc. Đề mùi ní. Dân nâng 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 tương ọc nì. Tự ọc con riêng cài. Nâng sau có phép đó là ở bà xa mùi ní rồi bỏ nè. Đồng bồn. Ôi nè miên ả rõm tha sở sài. Sra là khá luôn. Miên ả rõm tha nè công bông nơ lơ vơ sma đọc khiêu kì chay. Cho là bỏ trò xìa mà bác luôn nè. Bần lưu bệ ả tật bánh chanh. Bần lưu bệnh bệnh ồn ồn. Mà bác riêng cái rồi bỏ nè. Hai nẹ miên ả rộng thà. Vìa sân nộc sọc sùa. Khá nông khả nạ bè nè. Ô con sọc gặp hiếp đó là ô rừng muông. Rồi bỏ khá nhông. Khá nhông miên sọc gặp hiếp đó rừng muông. Đài mần ách bệnh bàn. Ô con khu các bác đó. Chà rời dạ rồi bỏ khá nhông. Đài ách sâu tiên rừng ra là ô lô. Chôn mà khá nông chì vật khá nhông cổ bê với liền. Ô con cái bệnh này rồi bỏ khá nhông. Đài xâm lăng rốt rừng ráo lọ lọ. Nâng rừng ráo đã chia bà giọt. Nâng rừng ráo đã sọc bằng prông hà xa. Cục bị nị tì chôn mất nông chi vết rồi bỏ khá nhông. Ô con chờ mọ rồi bỏ khá nhông. Đài bàn sọng lăn rừng ráo lọ lọ. Nâng sọc dốc tay ở vầy lọ lọ. Chị chán mọ khá nhông. Hai em tiền. Bình chân nơi khá chó ở vầy chùm yên. Tam đằng hàm chân. Đòi ô khá miên xòn. Ô con mọt xạ xịt rồi bỏ khá nhông. Đài tay tên này dưới rừng rau lọ lọ. Hai này dưới bên này rừng rau lọ lọ. Tên mũ khá là chỉ cả bật tên ọ. Ở con xin nam nhìn nhầm. Đó miên môn xin này. Khi nhóm miên xin nam nhìn nhầm. Đài nẹ nà nẹ nà. Khơi nhìn hai có miên cái đầy sọc cực 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 nìa. Ở con xin nam nhìn nhầm mũi này. Đài chỉ xin nam nhìn nhầm. Thôi ở chỉ vật rồi bọc nhầm. Miên tại cái đầy sọc. Ở con xin lệnh đó miên tham một bộ rồi bọc nhầm. Đại ban chui mà nụ chỉ tràn. Rồi ca này dây chênh mộc sắp tay miên bà giỏi xâm rạp mà nụ. Trông vinh khá luôn khá nhông. Nâng châm phục khá luôn khá nhông tồn. Ở con tay. Đã sang nâng niệm mật tay rừng rao đà lò lò. Sa bài sa bài. Đã lại sang áp hít này hà. Ở khá nhông đòi đại tiền bì tồn. Ở con trường đò bì xe rồi bọc nhông. Đã đá đò tì nà. Có rít châm ràn. Rông rương nơ tì nụ. Ở con ở vẹ dù vẹ tiền xám sắp bì rồi bọc nhông. Đã rừng mòm hay miên tham một bồn. Giang khá miên đàn cầm ngọt. Bịp đôi chì á tì tếp nó không riêng cái mà nụ. Ở con cực cao dì ca rồi bọc nhu. Đài rực mồm hay bò rì bồ. Miên tham một bồ chì bình tập một tổ. Cực bê cực về lìa. Cực đồng hàm chân chồng. Nế cư chì ca ở con. Đầm bấy sang tham một bồ không riêng cái rồi bọc nè. Bà xin chì nè tăng ở con ở bếp xe. Nế ách bò rì dài chân mọc bàn. Ở con riêng cái đó cha. Ở con riêng cái á tì tếp nó không rút riêng mình được rồi bọc nhu. Ở con. Ở con. Ở con chắc cầu an. Ở con chắc cầu an. Ở con sọc cập hiệp đó là ổ. Ở con riêng cái đó rừng mùa. Ngày này cứ chỉ đề mùi. Ta nẹ đăng tế cực giang đã là ổ sọc bông prong. Đã cát miên lạc nó không chỉ vật rồi bỏ dưỡng. Cứ mình ảnh nhục lại. Bà xanh chỉ dừng khá miên sốc gặp hiếp. Đó là ở bó đi bồ. Dân mình ảnh sâu tiên ở vậy. Bàn lại. Mình nụ tanh tại trong bàn cực giang. Hai prăng cực vị thi. Ta nẹ đăng tế thà. Mê phương để ảnh sâu tiên cực giang. Chôn mà không chỉ vật rồi bỏ nè. Cứ sốc gặp hiếp đó là ở bình lĩnh. Bà xanh chỉ riêng cài rồi bỏ dưỡng mình rừng mũ. Nẹ nâng khá miên ả rõm nâng tham một bồ thuốc ở vậy tiền ọ. Đề mùi ní. Dân nâng 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 tự ọc nìa. Tự ọc con riêng cái. Nâng sốc gặp hiếp đó là ọc ra xa. Mùi nít rồi bỏ nè. Đồng bồn. Ôi nẹ miên ả rộng tha sở sài. Sra là khá luôn. Miên ả rộng tha nẹ công bông nơ lơ. Vìa xa mơ đọc hiệu kì chay. Cho bọ trò xìa mọc bạc luôn nè. Bần lưu bệ ả tật bánh chanh. Bần lưu bệnh bệnh ồn ồn. Mọc bạc riêng cái rồi bỏ nè. Hai nẹ miên ả rộng tha vìa xa nộc sọc sùa. Ở con sọc gặp hiếp đó là ở rừng muông rồi bỏ khá nhông. Khá nhông miên sọc gặp hiếp đó rừng muông. Đài mình ách bệnh bàn. Ở
con khu ba đó á cha rời dẹ rồi bỏ khá nhung. Đã là ai sớm tiên rừng ra lò lò chôn mọc nông chì vật khá nhung cổ bê về liền. Ô con cái bà này rồi bỏ khá nhung. Đã là xâm lăng rốt rừng ra lò lò. Nâng rừng ra đã chia bà giọt. Nâng rừng ra đã sớm bằng bông hà xa cổ bị nị tì chôn mọc nông chì vật rồi bỏ khá nhung. Ô con chú rồi mọc rồi bỏ khá nhung. Đã là bàn sớm lăn rừng ra lò lò. Nâng sớm dốc tay ở vầy lò lò chì chán mọc khá nhung. Hai em tiền bình chân nơi khá cho áo với chú miền tam đằng hàm chân đòi ốc miền xòn ở côn mọt xạ sật rồi bọc nhung đá tay tay nơi dê rương rao lò lò hai nơi dê bê nà rương rao lò lò tàng múc lai chì cạp bật tàng ọ ở côn xin nam nhìn nhung đào miền môn xin này khá nhung miền xin nam nhìn nhung đá nẹ nà nẹ nà khơi nhìn hai có miền cái đầy sọc cổ khá nìa ở côn xin nam nhìn nhung mùi nì đại chí xin nam nhìn nhung thôi ở chì vật rồi bọc nhung miên tại cái đầy sọc ở con xâm lệnh đã miên tham một bộ rồi bọc nhung đại ban chui mà nụ chí tràn rô ca này dê trên mọc sất tại miên bà giỏi xâm rạp mà nụ trông vinh khá luôn khá nhung nâng trong bụng khá luôn khá nhung tầm ở con tay đại sang nâng nịp mật tại rừng rao đại lọ lọ sạp bài đại ách sang áp hít này hà ở khá nhung tại đại tiền bịp tầm ở con trường đọc bị xe rồi bọc nhung đại đá đó tin nà có rít châm ràn rung rương nơi tin nụ ở con áo vẹ dù vẹ tên xám sắp bì rồi bọc nhung đại rừng mòm hay miên tha một bồn dàng khá miên đàn cầm ngọt priếp đô chì á tì tếp nức nông riêng cái mà nụ ở con cực cao xì ca rồi bọc nhung đại rừng mòm hay bò rì bồ miên tha một bồn chì bình tập tổ cực bê cực bê lìa cực đồng hàm chân chồn nể cư chì ca ở con đầm bầy sang tham một bồn khá nông riêng cái rồi bọc nè bà sân chì nè tăng ở con ở vầy xe nè ách bò rì dài trên mọc bàn ở con riêng cái đó cha ở con riêng cái ác tì tèm nó không rút riêng mình được rồi bọc nhung ở con chắc cầu hà ở con chắc cầu hà ở con sọc cập hiệp đó là ở con riêng cái đó rừng mùa ngày này cứ chỉ đề mồi ta nẹ đăng tế cực giang đã lỡ sọc bằng prong đã cát miên làng nước nông chì vật rồi bỏ dưỡng cứ mình ách nhục lại bà sân chì dưỡng khá miên sốc cập hiếp đó là ở bó đi bồ dưỡng mình ách sốc tiên ở vậy bàn lại mình nụ tanh tay chồng bàn cực giang hai prăng cực vị thi ta nẹ đăng tế thà mê phương để ách sốc tiên cực giang chôn mặc nông chì vật rồi bỏ nẹ cứ sốc cập hiếp đó là ở bình linh bà sân chì riêng cài rồi bỏ dưỡng mình rừng mũ nẹ nâng khá miên ả rõm nâng tham một bồn thua ở vầy tiền ọ đề mùi ní dâng nâng 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 tự ọ khá nìa tự ọ con riêng cái nâng sốc cập hiếp đó là ọ bà xa mùi ní rồi bỏ nè đồng bồn ọ nẹ miên ả rõm tha sở sài sở là khá luôn miên ả rõm tha nẹ công bông nơ lơ viêu sơ mơ đọc hiu kì chay cho bọ tra xịa mọc bạc luôn nè bần lư bre ả tật bánh chênh bần lư prương prương ôn ôn mọc bạc riêng cái rồi bỏ nè hai nẹ miên ả rõm thà viên sân nục sọc sruồn khăn nông khả nạ bền này ọ con sọc cập hiệp đó là ọ rừng muông rồi bọc nhung khá nhung miên sọc cập hiệp đó rừng muông đàn mần ách bệnh bàn ọ con khu cơ ba đó á cha rời dạ rồi bọc nhung đàn ách sọc tiên rừng ra là ọ chôn mọc nông chì vật khá nhung cổ bê về liền ọ con cái bệnh này rồi bọc nhung đàn xâm lăng rốt rừng ra là ọ nâng rừng ra đã chia bà giọt nâng rừng ra đó sọc bằng prong hà xa cực bị nị tì chôn mất nông chi vết rồi bọc nhung ở con chủ mộ rồi bọc nhung đã bàn sọng lên rừng ra lò lò nâng sọc dốc tay ở vầy lò lò chỉ chán mà ở nhung hai em tiền bình chân nơi cho lò với chủ miền tam đằng hàm chân đòi ở miền sọn ở con mọt xạ sật rồi bọc nhung đã tay tay nị dì rừng ra lò lò hai nị dì bê nà rừng ra lò lò tàng múc lai chỉ cạp bật tàng ọ ở con xin nam nhìn nhầm, đó miên môn xin này khá nhóm miên xin nam nhìn nhầm đà nẹ nà nẹ nà khơi nhìn hai con miên cái đầy sọc cực khá nìa ở con xin nam nhìn nhầm mùi nì đà chỉ xin nam nhìn nhầm thôi ở chì vật rồi bọc nhầm miên tại cái đầy sọc ở con xin lệnh đó miên tham một bồn rồi bọc nhầm đại ban chui mình nụ chì tràn rô ca nì dì chênh mọc sất tại miên bà giỏi xâm rạp mình trông vinh khá luôn khá nhầm nâng trong bụng khá luôn khá nhầm tầm ở con tay đã sang nâng niệm mật tại rừng rao đã lọ lọ sạp bài đã ách sang áp hít này hà ở khi nhóm đợi đại tiền bịp tồn
អរគុណជើងដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំដែលដើរដល់ទីណាក៏រីកចម្រើនរុងរឿងនៅទីនោះអរគុណអវយវៈទាំង32របស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយមានធម៌មពលយ៉ាងគ្មានដែនកំណត់ប្រៀបដូចជាអតិទេពនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សអរគុណគ្រប់កោសិការបស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយបរិបូរណ៍មានធម៌មពលជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្រប់ដង្ហើមជន់ជុំនេះគឺជាការអរគុណដើម្បីសាងធម៌មពលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកតង់អរគុណអ្វីផ្សេងអ្នកអាចបរិយាយចេញមកបានអរគុណរាងកាយដ៏អស្ចារ្យអរគុណរាងកាយអតិទេពនៅក្នុងរូបរាងមនុស្សរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណអរគុណចក្រវាលអរគុណចក្រវាលអរគុណសុខភាពដ៏ល្អអរគុណរាងកាយដ៏រឹងមាំថ្ងៃនេះគឺជាដេមួយតើអ្នកដឹងទេគ្រប់យ៉ាងដែលល្អស្រស់បំព្រងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមិនអាចនោះឡើយបើសិនជាយើងគ្មានសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍យើងមិនអាចស្រូបទាញអ្វីបានឡើយមនុស្សតែងតែចង់បានគ្រប់យ៉ាងហើយប្រឹងគ្រប់វិធីតើអ្នកដឹងទេថាមេភ្លើងដែលអាចស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺសុខភាពដ៏ល្អពេញលេញបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនរឹងមាំអ្នកនឹងគ្មានអារម្មណ៍នឹងធម្មពលធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលមួយនេះយើងនឹងនាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអរគុណរាងកាយនិងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរមួយនេះរបស់អ្នកដំបូងឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយស្រាលខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងនៅលើវាលស្មៅដ៏ខៀវខ្ចីខ្យល់បក់ត្រសៀកត្រសៀកមកប៉ះខ្លួនអ្នកពន្លឺព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺព្រឹងព្រឿងអ៊ុនអ៊ុនមកប៉ះរាងកាយរបស់អ្នកហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាសនុកស្រុកស្រួលក្នុងខណៈពេលនេះអរគុណសុខភាពដ៏ល្អរឹងមាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសុខភាពដ៏រឹងមាំដែលមិនអាចប្រៀបបានអរគុណខួរក្បាលដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ខ្ញុំដែលអាចស្រូបទាញរឿងរ៉ាវល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាអរគុណកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំដែលសម្លឹងរករឿងរ៉ាវល្អៗនិងរឿងរ៉ាវដែលជាប្រយោជន៍និងរឿងរ៉ាវដ៏ស្រស់បំព្រងមហាសាគ្រប់ពីនីតិចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអរគុណជ្រមុខរបស់ខ្ញុំដែលបានស្រង់ក្លិនរឿងរ៉ាវល្អៗនិងស្រូបយកតែអ្វីល្អៗជាច្រើនមកឲ្យខ្ញុំហើយថែមទាំងបញ្ចេញនូវខ្យល់អវិជ្ជមានតាមដង្ហើមចេញដោយអស់គ្មានសល់អរគុណមាត់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវល្អៗហើយនិយាយពេលណារឿងរ៉ាវល្អៗទាំងនោះខ្លាចជាការពិតទាំងអស់អរគុណស្នាមញញឹមដ៏មានមន្តស្នេហ៍ខ្ញុំមានស្នាមញញឹមដែលអ្នកណាអ្នកណាឃើញហើយក៏មានក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណស្នាមញញឹមមួយនេះដែលជាស្នាមញញឹមធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតែក្តីសុខអរគុណសម្លេងដ៏មានធម្មពលរបស់ខ្ញុំដែលបានជួយមនុស្សជាច្រើនរាល់ការនិយាយចេញមកសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនិងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណដៃដែលសាងនឹងនិមិត្តតែរឿងរ៉ាវដែលល្អល្អសប្បាយសប្បាយដែលអាចសាងអភិនិហាឲ្យខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរផ្ទាល់អរគុណជើងដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំដែលដើរដល់ទីណាក៏រីកចម្រើនរុងរឿងនៅទីនោះអរគុណអវយវៈទាំង32របស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយមានធម៌មពលយ៉ាងគ្មានដែនកំណត់ប្រៀបដូចជាអតិទេពនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សអរគុណគ្រប់កោសិការបស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយបរិបូរណ៍មានធម៌មពលជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្រប់ដង្ហើមជន់ជុំនេះគឺជាការអរគុណដើម្បីសាងធម៌មពលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកតង់អរគុណអ្វីផ្សេងអ្នកអាចបរិយាយចេញមកបានអរគុណរាងកាយដ៏អស្ចារ្យអរគុណរាងកាយអតិទេពនៅក្នុងរូបរាងមនុស្សរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណអរគុណចក្រវាលអរគុណចក្រវាលអរគុណសុខភាពដ៏ល្អអរគុណរាងកាយដ៏រឹងមាំថ្ងៃនេះគឺជាដេមួយតើអ្នកដឹងទេគ្រប់យ៉ាងដែលល្អស្រស់បំព្រងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមិនអាចនោះឡើយបើសិនជាយើងគ្មានសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍យើងមិនអាចស្រូបទាញអ្វីបានឡើយមនុស្សតែងតែចង់បានគ្រប់យ៉ាង
hay prăng cổ vị thi ta nẹ đăng tế thà mê phương để ai sớp tiên cổ vàng chôn mà khăn chi vật rộ bọn nẹ cứ sô cập hiệp đó là ổ bình linh bà sân chi riêng cài rộ bọn dương mình đăng mũ nẹ nâng khám yên ả rõm nâng tha mộc bồ thua ở vầy tiền ổ đề mùi ní dương nâng 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 tương ổ khăn nìa tự ổ con riêng cài nâng sô cập hiệp đó là ổ bà xa mùi ní rộ bọn nẹ đồng bồn ôi nẹ miên ả rõm tha sơ sài sài lạc luôn miên ả rõm tha nẹ công bông nơ lơ vươn sơ mơ đọc hiệu kì chay cho bỏ trở xịa mà bạc luôn nè. Bần lưu bệ ả tật bần chênh bần lưu bưng bưng ồn ồn mà bạc riêng cái rồi bỏ nè. Hai nẹ miên ả rõm thà viên sân nộc sọc sửu khăn nông khả nạ bè nè. Ô con sọ cập hiệp đó là ô rừng muông rồi bỏ khả nhông. Khả nhông miên sọ cập hiệp đó rừng muông đàn mần ách bệ bàn. Ô con khu cơ ba đó á cha rời dạ rồi bỏ khả nhông đàn ách sổ tiên rừng ra là ô chôn mà khả nông chi vật khả nhông cổ bê về liền. Ở con cái bên này rồi bỏ khả nhung đã xâm lưng rốt rừng ra lỡ lỡ nâng rừng ra đã chia bởi dọc nâng rừng ra đã sọc bằng bông hà xa cổ bị nị tì chôn mất nông chi vết rồi bỏ khả nhung Ở con chỗ mỏ rồi bỏ khả nhung đã bàn sọng lưng rừng ra lỡ lỡ nâng sọc dốc tay ở vầy lỡ lỡ chỉ chán mà ở khả nhung hai em tiếng bên chân nâng cho lỡ ở vầy chùm yên tam đằng hàm chân đòi ở khả miên xóm Ở con mọt xạ sật rồi bỏ khả nhung đã tăng tên này dưới rừng rau lọ lọ hai này dưới bên là rừng rau lọ lọ tên mục lại chỉ cả bật tên ổ ổ con sản nhầm nhầm đó miên môn sản này khi nhóm miên sản nhầm nhầm đã nẹ nà nẹ nà khơi nhờ hai con miên cái đầy sọc cổ 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 này ổ con sản nhầm nhầm mùi này đã chỉ sản nhầm nhầm thôi ở chi vật rồi bỏ khả nhầm miên tại cái đầy sọc ổ con xâm lệnh đã miên tham một bộ rồi bỏ khả nhầm đã ban chui mà nụ chi tràn រកការនិយាយចេញមកសឹកតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនិងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណដៃដែលសាងនិងនិមិត្តតែរឿងរ៉ាវដែលល្អល្អសប្បាយសប្បាយដែលអាចសាងអភិនេហាឲ្យខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរផ្ទាល់អរគុណជើងដល់ពិសេសរបស់ខ្ញុំដែលដើរដល់ទីណាក៏រីកចម្រើនរុងរឿងនៅទីនោះអរគុណអ្វីវៈទាំង 32 របស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយមានធម៌ពល យ៉ាងគ្មានដែនកំណត់ប្រៀបដូចជាអតិទេពនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សអរគុណគ្រប់កោសិការបស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយបរិបូរណ៍មានធម៌ពលជាបន្តបន្តគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្រប់ដង្ហើមជន់ជុំនេះគឺជាការអរគុណដើម្បីសាងធម៌ពលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកតង់អរគុណអ្វីផ្សេងអ្នកអាចបរិយាចេញមកបានអរគុណរាងកាយដ៏អស្ចារ្យ អរគុណរាងកាយអតិទេពនៅក្នុងរូបរាងមនុស្សរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណអរគុណចក្រវាលអរគុណចក្រវាលអរគុណសុខភាពដ៏ល្អអរគុណរាងកាយដ៏រឹងមាំថ្ងៃនេះគឺជាដេម៉ូយតើអ្នកដឹងទេគ្រប់យ៉ាងដែលល្អស្រស់បំព្រងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមិនអាចនោះឡើយបើសិនជាយើងគ្មានសុខភាព ដល់ល្អបរិបូរណ៍យើងមិនអាចស្រូបទាញអ្វីបានឡើយមនុស្សតែងតែចង់បានគ្រប់យ៉ាងហើយប្រឹងគ្រប់វិធីតើអ្នកដឹងទេថាមេភ្លើងដែលអាចស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺសុខភាពដ៏ល្អពេញលេញបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនរឹងមាំអ្នកនឹងគ្មានអារម្មណ៍នឹងធម៌ពលធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលមួយនេះយើងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា ទៅអរគុណរាងកាយនិងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរមួយនេះរបស់អ្នកដំបូងឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយស្រាលខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងនៅលើវាលស្មៅដ៏ខៀវខ្ចីខ្យល់បក់ត្រសៀកត្រសៀកមកប៉ះខ្លួនអ្នកពន្លឺព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺព្រឹងព្រឿងអ៊ុនៗមកប៉ះរាងកាយរបស់អ្នកហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាសនុកស្រុកស្រួលក្នុងខណៈពេលនេះ អរគុណសុខភាពដ៏ល្អរឹងមាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសុខភាពដ៏រឹងមាំដែលមិនអាចប្រៀបបានអរគុណខួរក្បាលដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ខ្ញុំដែលអាចស្រូបទាញរឿងរ៉ាវល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាអរគុណកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំដែលសម្លឹងរករឿងរ៉ាវល្អៗនិងរឿងរ៉ាវដែលជាប្រយោជន៍និងរឿងរ៉ាវដ៏ស្រស់បំព្រងមហាសាគ្រប់ពីនាទីចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ អរគុណជ្រមរបស់ខ្ញុំដែលបានស្រង់ក្លិនរឿងរ៉ាវល្អៗ
nâng sụp dục tay ở vầy lọ lọ chỉ chán mà ở khả nhóm. Hai em tiền bình chân nâng cho ở vầy chùm miền tam đằng hàm chân đòi ở khả miền xòn ở côn mọt xạ sật rồi bọc nhóm đá tay tên này dưới rừng rao lọ lọ hai này dưới bên à rừng rao lọ lọ tàng lúc lại chỉ cả bật tàng ọ ở côn xin nam nhìn nhóm đó miền môn xin này khả nhóm miền xin nam nhóm đá nẹ na nẹ na khơi hai con miền cả đầy sọc cực cực khả nìa អរគុណស្នាមញញឹមមួយនេះដែលជាស្នាមញញឹមធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតែក្តីសុខអរគុណសម្លេងដ៏មានធម៌ពលរបស់ខ្ញុំដែលបានជួយមនុស្សជាច្រើនរកការនិយាយចេញមកសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនិងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណដែរដែលសាងនិងនិមិត្តតែរឿងរ៉ាវដែលល្អល្អសប្បាយសប្បាយដែលអាចសាងអភិនេហាឲ្យខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរផ្ទាល់ អរគុណជើងដល់ពិសេសរបស់ខ្ញុំដែលដើរដល់ទីណាក៏រីកចម្រើនរុងរឿងនៅទីនោះអរគុណអវយវៈទាំងសាមសិបពីររបស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយមានធម៌ពលយ៉ាងគ្មានដែនកំណត់ប្រៀបដូចជាអាទិទេពនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សអរគុណគ្រប់កោសិការបស់ខ្ញុំដែលរឹងមាំហើយបរិបូរណ៍មានធម៌ពលជាបន្តបន្តគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្រប់ដង្ហើមជឿនជុំ នេះគឺជាការអរគុណដើម្បីសាងធម៌ពលក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកតង់អរគុណអ្វីផ្សេងអ្នកអាចបរិយាយចេញមកបានអរគុណរាងកាយដ៏អស្ចារ្យអរគុណរាងកាយអតិទេពនៅក្នុងរូបរាងមនុស្សរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណអរគុណចក្រវាលអរគុណចក្រវាលអរគុណសុខភាពដ៏ល្អអរគុណរាងកាយដ៏រឹងមាំ